Xin chào cả nhà, xin chào tất cả các bác cày trên toàn quốc trên bến. Hôm nay Lê Tuấn tiếp tục vào dẫn phái đoàn của Bình Long vào coi chiếc MBS. Lâu lắm rồi không ai để ý, nhưng đúng chiếc xe này mới là ngon. Mà hôm nay phái đoàn này đã chấp nhận chiếc xe này. Đấy, mà lâu nay chúng ta bỏ quên, chiếc xe MBS này giá 200 triệu quý vị nhé, toàn zin hết của nó luôn. Đấy, chủ nhà đi kèm theo một dàn chào sáu. Đấy, hôm nay Lê Tuấn rất vui là đưa được hai phái đoàn đi coi. Đấy, thì Lê Tuấn hôm nay đưa phái đoàn này vào nữa. Đấy, trước hết thì Lê Tuấn xin chúc tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc, nhất là anh em yêu mến kênh máy cày của Lê Tuấn, Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và không có gì hơn, tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc cũng đã thương yêu Lê Tuấn. Trong lúc Lê Tuấn đến đây thì cũng có một người em ở Long Khánh, Đồng Nai điện hỏi mua cái dàn chào này, này. Đó. Đây, thì bán chiếc xe này xong thì Lê Tuấn sẽ, chủ nhà đã bán dàn chào này luôn cho em luôn. Đấy, và một dàn khoan luôn. Lê Tuấn nói thẳng với anh em luôn, một dàn khoan, một dàn già bán luôn, một dàn khoan đại luôn nhá. Và một dàn sáu này luôn. Đấy. Đấy, thì cái dàn trà này, đấy, Lê Tuấn cũng nói với anh em đây, dàn trà này. Đấy, dàn trà cực kỳ luôn. Về dàn trà kéo cái MBS này, 290. Đấy, nói thật với anh em, và cái khoan này, thì anh em nào sẽ có tâm trong tầm của mình, thì đến với Lê Tuấn, điện điện thoại cho Lê Tuấn 0394-326-198, Lê Tuấn dẫn đến nơi mua dàn khoan, mua dàn chảo 6, mua dàn chảo 3, và cả tí nữa Lê Tuấn quay luôn lại cho chiếc xe 3910 kia nữa, cho anh em về xịt thuốc, rất rẻ. Đấy, thì để đi vào cái xe này, đúng không ạ? Thì tất nhiên hôm nay thì... Chiếc xe nhưng mà máy là 290. Là hồi ở bển nó về sao lại vậy luôn. Thì cái nào trong bên này không phải nói anh. Đây dàn chảo luôn quý vị nhé. Đấy, dàn chảo cực kỳ là xịn sò. Dàn chảo này là thôi rồi, không có gì để nói. Đây. Bảy của ông Hùng Tiến ấy. Tiến ông tóc dài luôn. Ờ, đúng, y chang luôn. Đó, xe ổng luôn. Giấy tờ của ổng còn luôn. Xin chào. Thì Lê Tuấn nói với anh em luôn là cái xe này MS nhé. Xe MS, xe này là 290 Master Fusion. MS, Master sinh phẩm nha. Toàn bộ zin hết, tùm vỏ là ra. Rồi máy móc là còn ok hết, chủ bao hết luôn. Đấy, 200 triệu một dàn xe. Chủ nhà sẵn sàng để bung hết cho các đại gia xem, bảo hành hết luôn. Chết nổ. Cái kia 14, 18430, cái này 16930 luôn. Anh em rất kỹ lưỡng, chắc chắn hôm nay chiếc kia này
chắc chắn hôm nay chiếc xe này đã về Bình Long. Nói thật với anh em như vậy. Định tính anh em mà không ấy là dắt anh em lấy chiếc Ford 4.6 nha, 95 triệu. Nhưng anh em vô đây là đã ưng chiếc xe này rồi. Chết ngay cái nhìn đầu tiên. Đấy. Hôm nay chiếc xe này đi là bán hết cái dàn này luôn. Lê Tuấn chỉ cần lên trong vòng mấy tiếng hồ bán được ngay. Cả một dàn trà nữa nha. Đây anh em nào quan tâm đến dàn trà. Đấy, bán dàn trà luôn. Đấy. Chỉ cần hôm nay chiếc xe này về Bình Long làm dâu thì tất cả đấy. Rất xịn sò và có luôn cả dàn chảo chỉ vì cảnh đấy. Nhiều anh em không quan tâm về chưa đến phân khúc của mình, còn tất cả anh em mà đã quan tâm đến phân khúc rồi là ok. Thì gần em đến nhìn là kết ngay cái đầu tiên làm múc luôn rồi. Đấy, chủ nhà banh hết là chủ cô luôn. một khi là đáng ấy rồi thì đâu cần thiết gì. Đấy. Chủ nhà rất nhiệt tình. Đấy, banh hết luôn bộ đồ lòng. Cho coi ở máy mà xe bị gì, xe bãi rồi còn à, đúng rồi thì đâu có lo gì đâu. Đôi giống. Bình ấy phải chú chặt đi, chú chặt lại. Bình thì không quan trọng gì đó. Cứ bên này đồ rồi hả? Không có độ anh. Cái này là nó sẵn luôn rồi, mua về dây y vậy luôn, không có độ gì hết á. Không phải, cái này là biết sao? Để cái bên nó bên. Đúng rồi. Tức là nhọc bên thì đít nó bị ấy. Ít bình, ít bình, ít bình, ít bình, ít bình. À lên là rồi, đấy ngay. Ok. Được rồi. Chứ nó ngay cũng đã tăng rồi. Cái bình từ hồi xe mới giờ rồi. Nó có đi ngày lén vậy thôi. Bình nóng rồi, con đặt cả năm rồi. Rồi nó nóng rồi, nó thế chứ. Nó nóng rồi. Lắc cái vô lăng thử cho em đi. Rồi quý vị nha. Nói chung nói chung là có thể là kết ngay cái nhìn đầu tiên quý vị là xong rồi đấy. Hôm nay Lê Tuấn nói thật với anh em là Lê Tuấn từ sáng đến giờ là điện thoại liên tục cho Lê Tuấn, và có những người đi bảo Lê Tuấn đi tìm, và Lê Tuấn đã tìm được rồi, tí về Lê Tuấn sắp xếp video đưa lên. Những ai mà đang cần đến những cái phân khúc nào thì điện ngay cho Lê Tuấn 0394326198. Đấy. Rồi, còn dàn chảo dàn khoan sẽ ok luôn nhá. Lê Tuấn sẽ quay tiếp và đưa lên cho anh em. Tất cả toàn hàng xịn sò hết của mẹ Thiên Chiến. Toàn là coi như là xôm ba đâu và tên lửa coi như là ấy không. Siêu thanh. Và coi như tôm ba đâu của anh. Đấy, gửi cho Ukraine để oánh coi như là Nga. Thôi, Lê Tuấn cũng xin dừng video tại đây. Gọi là cũng đã tạm ổn. Bước đầu đã banh hết cho anh em coi luôn, và xe còn zin zin. MF 290. Hôm nay đã xong. Rồi, tí nữa Lê Tuấn đã lên review xe ra về cho anh em nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em trên mọi miền Tổ quốc, những người đang ưa thích kênh của Lê Tuấn, Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và Lê Tuấn xin mời những người chưa đăng ký kênh mà đang theo dõi để vào phân khúc nào thì chúng ta sẽ nhấn cái chuông đăng ký kênh và nhấn cái chuông để có video mà đúng với của mình thì mình xem. Và Lê Tuấn xin nhắn lại những người nào đang cần bán cái gì thì sẽ gửi kết đa vô với Lê Tuấn và gửi hình ảnh Lê Tuấn quay bán giùm cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Một khi anh em đã không đi bán được thì Lê Tuấn bán giùm. Lê Tuấn xin cái này cảm ơn.